Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nha. Trong video này mình xin chia sẻ cách làm truyện tranh hay còn gọi là storyboard hoàn toàn miễn phí mà không cần biết vẽ nha. Rồi, đầu tiên bạn truy cập cái liên kết dưới mô tả của mình ha. Và bạn sẽ vào cái giao diện thế này, bạn nhập cái tên và cái địa chỉ mail của bạn. Thì bạn ấn vào cái thằng Keep Me ha, và nó sẽ đăng nhập vào. Thì để mà truy cập vào, bạn kéo xuống dưới nó sẽ có cái dòng chữ là bản version free ở đây nè. Thì mình chọn vào, thì nó sẽ có cái phần giá, cái trang giá. Thì bạn chọn free thì get started thôi. Ngoài ra mình thấy những cái bản có phí thì nó cũng rẻ. Nhập lại cái mail và ấn continue ha. Thì khi bạn có thể đăng nhập với Google, nhưng mà mình đăng nhập bằng cái tên và cái password. Thì ở đây là 8 ký tự ít nhất, một cái chữ viết hoa và một con số, và có một ký tự đặc biệt nha. Đấy, để sao tạo độ mạnh cho mật khẩu á, mình ấn continue. Thì bạn nhớ là tạo đúng như những cái ký tự như mình nói nha. Và mình chọn cái thằng resend cái mail, thì nó báo là check cái mail. Thì bạn chỉ cần check cái mail bạn đăng nhập khi nãy thôi. Nó biểu là ấn vào trong cái phần xác thực tài khoản và ấn vào cái liên kết này, thì nó sẽ xác nhận bạn không phải là robot. Trong cái quá trình đăng ký khóa học của mình cũng có cái phần xác nhận này nha. Nhưng mà mấy bạn là sợ virus hay gì tào lao á, cái đó không phải là virus đâu, đó chỉ là xác thực bạn không phải là robot thôi. Rồi bây giờ bạn chỉ chọn vào trong mấy cái phần nó hỏi là bạn dùng của mục đích gì, cũng như là ai đó. Mình ấn vào free là ra giao diện thế này. Mình chọn cái thằng create storyboard và mình sẽ đặt cái tên, ví dụ như mình đặt là cái dự án 1 ha. Và cái size này thì bạn hoàn toàn có thể là chọn size có sẵn, nhưng mà mình thấy là cái định dạng nó không đúng, mình chọn custom và mình chọn là 1920x1080 luôn, full HD. Đấy, mình sẽ chọn như vậy. Và nó có một cái phần là create story ở đây, storyboard ở đây, và mình chờ một xíu thì nó sẽ ra cái giao diện để mình có thể làm việc. Giao diện cũng khá đơn giản các bạn ha. Bây giờ mình sẽ chọn cái nền, cái background ấy. Thì bạn hoàn toàn có thể là tìm, ví dụ như mình chọn là office, là văn phòng đấy, thì mình có được những cái hình có sẵn ha. Hoặc là mình có thể tìm cái bằng trong cái Google dịch nếu mình không biết tiếng Anh. Đấy, chọn cái công viên, cái path, hay là mình chọn cái thằng là sofa. Sofa là một cái ghế để mình có ý định là mình tạo ra một nhân vật trên cái ghế này. Đấy, mình chọn cái nền như thế này ha. Và bây giờ mình sẽ có việc là tạo ra character ấy. Cái frame này mình nói sâu ha các bạn ha, frame này mình nói sâu. Rồi, mình tạo ra một cái character. Thì bạn add character nha, thì nó mới ra nhân vật. Cái nhân vật này nó chưa thích hợp lắm thì bạn cũng đừng quan tâm lắm, bạn cứ kéo nó to ra đã. Rồi mình có thể hoàn toàn chỉnh từng bộ phận cũng như là từng cử động của nó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chọn vào hình con người ở đây. Sau đó thì mình sẽ chọn phần Let để làm gì? Let này tại vì mình muốn cho nhân vật ngồi đọc sách, nên mình sẽ có cái tư thế thế này, nam thì hở ra cũng được ha. Và mình sẽ đặt vào cái góc đó mình thích. Đấy. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu mình chọn những bộ phận khác. Ví dụ như mình chọn lại con người nè. Và mình muốn là gương mặt phải tươi cười ha. Gương mặt phải tươi cười. Đấy, tươi cười rồi nhưng mà cái đầu nó hơi ngoẻo qua bên ấy. Thì các bạn với những cái vương miện rồi nè, thì nó là có phí bạn mới dùng được nha. Rồi, tóc tai ha, tóc tai, khuôn mặt, cái hướng mặt nè, thì các bạn xem cái hướng nào nó hợp lý. Ví dụ như mình thấy hướng này, chết này nó hợp lý. Và bạn hoàn toàn có thể là chọn hướng khác. Cái tay thì bây giờ cái tay đọc sách đúng không các bạn? Bạn thấy là khi bạn sử dụng bản có phí nó có nhiều cái tùy chọn hơn rất nhiều ha. Và nó cũng rẻ thôi. Ví dụ như tờ giấy này không hợp lý, cuốn sách này thì ok. Thì mình sẽ chọn cái cuốn sách này. Sau đó thì mình sẽ chọn cái mắt kiến nếu mà mình không thích. Ví dụ như mình thấy này là tri thức rồi nè, nhưng mà cái kiến đang ít ai đọc sách lắm, nên mình chọn cái kiến bình thường. Ok, bây giờ mình sẽ chọn lại cái phần thêm, có ý tưởng là mình thêm một cái nhân vật nữ đối thoại với nhân vật nam này. Thì mình thấy á, cái phần story á, thì các bạn sẽ thấy là khi mình dùng bản free á, thì cái áo của mình á, lúc nào nó cũng in logo của cái thằng story Shable này ha. Shable này. Mình chọn lại tóc tai cũng như là nhân vật nam thôi. Nhưng mà khi bạn dùng những cái bản là có phí á, thì nó sẽ xóa những cái áo nó có nhiều cái tùy chọn hơn, cũng như là gương mặt hay là các bộ phận khác thì nó ok. Nhưng mà mình nghĩ là free cũng dùng được khá là nhiều rồi đó. Đó, các bạn sẽ thấy không, như nó có chữ nè, nhưng mà những cái phía dưới á, thì nó sẽ là hình khác, nó không có cái phần logo của thằng story nữa.
Đấy, nó làm rất là tuyệt vời luôn. Rồi mình chọn lại cái áo cũng như là chọn lại cái cử động tay hay là cái cử động chân. Đấy, tay các bạn sẽ thấy là nó linh hoạt ha, rất là linh hoạt. Ở dưới còn rất nhiều nên mình tin là khi bạn dùng cái này bạn vẽ ra đó, tiết kiệm thời gian cho bạn khi bạn áp dụng vẽ tay. Rồi vẽ bằng tay là vẽ bút nha, chứ phần mềm vẽ tay là một cái phần mềm đỉnh hơn nhiều ấy, tại vì nó tạo ra chuyển động luôn, nó tạo ra được cái nội dung nó dễ. Rồi cái lát nữa mình sẽ giới thiệu thêm về cái phần video sprite cũng như video vẽ tay bên mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ có cái phần bong bóng thoại này để làm cái gì. Mình sẽ muốn là tạo ra nhân vật nó hỏi. Hồi nãy bạn có thấy mình lật hình không? Lật lại thì cô gái nó lật lại ha. Lát nữa mình sẽ nói kỹ lại phần này, phần đó rất là quan trọng luôn. Để bạn có thể là bạn độ đảo cái chiều của nó cho nó tiện. Rồi bây giờ mình sẽ có việc nhập cái text vào, ví dụ như cái text mình muốn là cậu đang đọc gì thế chẳng hạn như vậy. Và cái size của nó thì mình hoàn toàn có thể là chỉnh lại nha. Rồi bạn chọn vào cây bút nha, chọn vào cái cây bút ấy. Đấy bạn chỉnh lại thì bạn hoàn toàn là chỉnh cái đường viền của cái cutout nè ha, cái đó còn gọi là cái bubble ấy. Rồi cái text size thì bạn hoàn toàn có thể tăng lên để cho cái chữ nó to lên. Ngoài ra thì bạn hoàn toàn có thể là chọn cái màu của text cũng như là cái kiểu chữ ấy. Cái thằng font tip ấy ở trên này, font tip thì bạn sẽ thấy được là tùy ý mình nha. Ok, khi mình xong rồi đó thì mình hoàn toàn có thể là copy cái này ra thành cái thứ hai, chọn vào Ctrl C và Ctrl V là nó sẽ bắt ra được hai cái. Rồi bạn cầm bạn kéo qua thôi. Đấy, tương tự bạn sửa lại cái test cho cậu bé này ha, sửa lại cái test cho cậu bé này đó. Thì cậu đang đọc gì thế, thì cậu này trả lời là mình đang đọc Conan chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ sửa cái test thôi, nó cũng khá đơn giản thôi, không có gì khó khăn hết à. Đây mình sửa tiếp, đó, Conan Conan bạn à. Đấy, đây Conan bạn ơi. Thì như vậy là mình tạo ra được một cái cảnh ha. Và nếu bây giờ bạn muốn là thêm một cái cảnh khác ấy, thì đơn giản là bạn cộng cái nút Add ha. Và bây giờ mình hoàn toàn có thể là chọn một cái background khác, hoặc là bạn chọn lại cái background cũ à. Ví dụ như mình thích chọn lại background cũ để mình tiếp tiếp tục cái cảnh đó nè. Bây giờ bạn hoàn toàn có thể là copy Ctrl C cái cậu bé này, bên nhân vật này qua bên đây làm lại, mặc dù đổi tư thế nhưng mà vẫn là cậu bé này, quần áo nó vẫn vậy, nó có sự logic hơn ha. Bạn copy luôn cô gái này luôn, bắt vào thì bạn cũng làm tương tự như khi nãy thôi, nhưng mà cái về cái shape cũng như là cái chuyển động, cũng như là mình muốn cô gái này ngồi xuống nói chuyện với cậu bé này thì mình hoàn toàn có thể thay đổi được. Đấy, phụ nữ thì ngồi xéo chân kiểu này và mình sắp vào ấy. Và bây giờ mình chỉ có việc là mình để cái cutout cho nó hợp lý thôi. Đó, zoom lên rồi các bạn nè, cứ làm từ từ từng bước một là xong rồi. Rồi cái phần về khuôn mặt, mình muốn là khuôn mặt nó vui hơn, tươi rói à. Và kiểu như là cái phần tay, cử động tay nó cũng khác đi để cho nó đổi mới so với lại cái phần ban đầu. Rồi đấy các bạn sẽ thấy là có rất nhiều gãi đầu này, ngượng ngùng ha. Và mình muốn cô gái này hỏi một cái nội dung nào đó chẳng hạn, như là mình muốn là cho mình đọc với các kiểu vậy. Cái này chưa hợp lý thì mình hoàn toàn có thể là qua bên đây mình lấy cho nó nhanh ha. Lấy cái này nè, nó có cùng chiều với lại cô bé ngồi đây ha, cho nó nhanh các bạn, kéo vào bạn sửa cái test thôi. Đấy, sửa cái test thôi, nó cũng khá là dễ và bạn hoàn toàn có thể tạo ra được câu chuyện tranh cho riêng mình mà mình vẽ rất tốn thời gian luôn. Hãy cho mình đọc với đó, mình thoát ra ngoài nè và chỉnh cái size lại. Đấy các bạn sẽ thấy là không có khó, mình cứ kiên trì mình làm từ từ rồi ha. Cậu bé này thì mình muốn là thay đổi sắc mặt, tại vì có vẻ như cậu bé này không thích lắm, kiểu như là mình đang ngồi đọc một mình mà có người đến phá đấy, thì mình muốn là đổi cái sắc thái của khuôn mặt này. Đấy, kiểu như là không thích đấy. Và cái góc độ mặt thì mình thấy quay của bên đây thì nó ngoẹo cái cổ qua cũng hơi kỳ ha, nên vậy là hơi khinh người. Mình quay ra phía trước này, gọi là bắt bắt bình đấy. Rồi như vậy là mình đã có được cái nội dung thế này, và mình hoàn toàn có thể là kiểm tra lại. Ví dụ như mình thấy là mình cộng thêm một cái size, hoặc là mình zoom to thu nhỏ để mình xem cho nó kỹ. Đấy, fit to screen. Và khi mình kiểm tra xong thì mình có được những cái phần để mình thêm vào, chẳng hạn như phần shape thì nó đơn giản rồi. Phần prop này á là các bạn sẽ thấy theo chủ đề, từng chủ đề các bạn lít vào từng chủ đề nó ra được rất nhiều hình theo chủ đề đó.
Chẳng hạn như bây giờ mình tìm car nè, nếu mình không thấy chủ đề hợp lý mình tìm thì nó ra rất nhiều cái xe ở đây. Mình chỉ có việc là mình tìm ở trên đây thôi và mình lấy ra mình xài thôi. Đấy, nó tiện cho mình để mình làm nó dễ. Ngoài ra thì bạn hoàn toàn có thể là thêm cái email ha, cái hình ở máy tính của bạn á, hoặc là cái tab. Đấy. Sau khi làm xong á thì bạn hoàn toàn có thể là tải cái hình này về bằng cách click vào download ha. Và mình hoàn toàn có thể tăng cái size nó lên, ví dụ như 2x. 2x là size gấp đôi á. Và cái định dạng của cái hình đó, PNG hoặc là JPEG. Ví dụ mình tải hình đầu tiên xuống này. Đấy, mình download xuống thôi, download Canva ha. Và cái thứ hai mình cũng download luôn. Thì mình có được hai cái hình. Giả sử bạn làm bộ truyện tranh là có 50 cái trang vậy hoặc là 10 cái trang vậy thì bạn tải theo thứ tự thì nó sẽ như thế này các bạn. Ví dụ như ban đầu nè, cậu đọc gì thế Conan bạn ơi, sau đó là cho mình đọc với cậu bé này hoảng hốt. Đấy thì nó sẽ như vậy. Và bạn hoàn toàn có thể là tạo ra được những nội dung cho riêng mình. Nhưng mà theo mình thấy cái này nó không ưu điểm bằng video stride đâu. Nó chỉ làm truyện thôi các bạn. Rồi ghép lại thành một cái video nha. Mình chọn vào cái frame á thì mình hoàn toàn thể là tạo ra được câu chuyện nó theo cái kiểu là một cái màn hình, một cái khổ giấy nhưng mà nó lại bốn cái frame hình, bốn cái hình phía trên nó, bốn cái trang truyện á. Thì cái này nhiều người hay làm. Rồi mình tắt cái đó đi ha và mình chọn cái form size. Cái này không quan trọng, cái text cũng không quan trọng. Mình chọn cái phần form như thế này. Thì các bạn nhớ là mình có thể là mình tái tạo lại những cái frame hình như mình mong muốn thôi. Rồi, cái này nếu bạn thích ấy, thì bạn có thể là tham khảo. Cũng như là mình thấy là VideoSprite nó hỗ trợ tốt hơn ấy, thì bạn cần những phần mềm VideoSprite dùng chung hay là những khóa học VideoSprite thì mình sẽ để cái video dưới phần mô tả cũng như là thông tin để bạn tham khảo thêm nha. Còn mình thấy cái này là chỉ hỗ trợ để bạn làm truyện hay là làm video theo kiểu là một cái dạng content về hình ảnh thôi, ghép lại thành một câu chuyện thôi. Rồi, nếu bạn thấy hay đừng quên một like, một share, một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.